Rồi, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình nha. Như đã hứa thì mình có nói là sẽ làm cái video hướng dẫn đập cái kêu bét lên theo ý mình muốn nha. Nhưng mà cái đó thì có tỷ lệ nha, chứ không phải 100% nha mấy bạn. Nay lấy ạc mình test thử luôn nè. Dẫn hết nội công 12 phần công lực từ Genny cho tới DD tăng, làm đủ mọi cách để cho nó lên skill nha. Đập con Huyền Vũ nha. Đập đâu mấy bạn là fan của cái skill nào? Fan nọc. Fan nọc hay là fan giáp? Fan nọc nhiều lắm đúng không? Rồi, này mình ráng đạp trở lên cái giáp rùa nha. Mình thì mình fan giáp nha, mình không có phải fan nọc đâu nha. Rồi, hôm nay nhận được cái Ekma Free, Ekma Kill Free của gà ráng thì anh em đập chắc cũng thành fan nọc nhiều lắm rồi đúng không? Đâu rồi? Thanh nọc nhiều lắm rồi đúng không? Nhưng mà mình không muốn làm thanh nọc đâu, mình muốn làm thanh giáp thôi nha. Rồi, đây, chưa nha, chưa có đập đâu nha. Bây giờ vận dụng hết tất cả các chiêu nha. Rồi giờ vô bắn vị trí trước trận đi. Vậy như cho nó có hoạt động trong game rồi đó, phải cho gà rén thương mình thì cho lên nha. Này là video test đập cho nó lên đó nha, chứ không phải là đừng có gạch đá mình nha. Đó, mình chỉ hồi trưa thì nói chuyện gì vậy? Hồi trưa thì nói chuyện vui để mấy bạn vô kênh mình để mà xem clip mình test thử cái cách của mình, là thử có được không nha. Rất là có lên không nha. Rồi, cho trận này lên luôn. Chưa hết out rồi. Rồi. Đây, cái này Genny nè, nhiều bạn chơi Genny biết cái vụ này nè. Lát rèn nha, đập lát rèn nha. Rồi, góp như đây thôi, góp nhiều quá tụi nó la. Rồi. Lát rèn nha. Rồi, giờ mồi nè. Mồi thì qua tu luyện mồi đi. Rồi đập khi nào rớt thì nhảy bên kia đập skill lên luôn nha. 70% biết rớt nổi không? Rồi, thất bại một phát đầu luôn hả? Mẹ chưa? Mồi cái gì nữa ta? Mời vào bàn đi. Ông nha, đang bận nha, không bắn nha. Rồi, có chữ giáp là được rồi, xuyên giáp. Rồi, bây giờ vô đập luôn nè. Giáp rùa. Giáp rùa đi nha. 2, 3. Ủa, đâu rồi? Trời ơi. Rồi. Rồi ok, chấp nhận. Mình thấy nọc rắn cũng ngon mà. Mình giờ mình cũng thành fan nọc rắn luôn rồi.
mới không biết nói gì luôn. Thôi nói chứ mình muốn kỹ năng nọc rắn là lên đó nha, tại nọc rắn là của mình đang yếu quá nha. Rồi giờ qua kết luận là nếu mà mấy bạn đập bình thường thì có thể là lên giáp rùa nha, còn mà làm đủ thứ thì có thể là lên nó vô nọc rắn nha. Rồi kết luận video này là đập hên xui thôi nha, chứ không có mà theo ý đâu nha. Trời ơi, đang đẹp mà sao lại lên nọc vậy. Lúc trước á thì mình đập bằng nguyên con huyền vũ luôn, đập con ác ma trước, là con ác ma đầu tiên luôn á, là nó lên nọc nè, nọc mùa nọc hai nè. Rồi sau đó mình cày sự kiện thì mình tích được thêm một con huyền vũ nữa. Mình đập, mình tưởng nó sẽ lên nọc rắn nhưng mà nó nhảy qua bên giáp rùa. Đó, bây giờ thì nhận thêm một con ác ma nữa thì nó nhảy qua nọc. Theo mình thấy á, thì nếu mà mình ăn bằng ác ma thì nó qua nọc nhiều hơn. Còn ăn bằng nâng kỹ năng bằng nguyên con bét luôn á thì nó sẽ qua bên kỹ năng bị động này nè, giáp rùa nhiều hơn. Theo mình thấy là như vậy nha. Còn cái clip này thì fail rồi, thất bại rồi. Thôi sorry mấy bạn nha, đừng có làm theo mình nha, chết á. Cứ đập hên xui đi. Rồi vậy nha, mấy bạn thấy hay thì like, subscribe, nhấn chuông kênh của mình nha. Có clip hướng dẫn shop tranh mua, với lại lát thích máu boss và thay đổi trang phục và búp, cách tự búp sức hút mình sẽ để dưới cuối video nha. Mấy bạn có gì nhấn vào xem cho mình nha. Rồi cảm ơn mấy bạn.